Dạ, để bắt đầu cho chương trình của không gian tài tử của tỉnh Long An, tôi xin hát bài Lưu Thị Trường, nhan đề là Sáng Ngọn Lửa Hồng của cô tác giả Phan Thanh Dân. Dạ, mời quý bạn khách và cô bác bà con cùng thưởng thức. Yeah.